Vào khoảng 9 giờ 55 phút sáng nay 24 tháng 3 2017, tại km 1174+300 đoạn qua cầu Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang biển kiểm soát 51C88019 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Đại Cường lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt. Với xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B22148 chạy tuyến cố định Đà Lạt Romno. Vụ va chạm này đã gây ra tai nạn liên hoàn với một xe tải nhỏ biển kiểm soát 61C25968 lưu thông cùng chiều với xe tải lớn. Tuy không xảy ra thiệt hại về người, nhưng vụ tai nạn giao thông đã khiến xe tải lớn hư hỏng nặng, gây ách tắc cục bộ gần 30 phút trên tuyến quốc lộ 20. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, điều tiết giao thông. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi phá cửa, đội phòng cháy chữa cháy chợ đã tiếp cận đám cháy và cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 xử lý kịp thời, khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu vẫn đang được ngành chức năng làm rõ. Đang trong thời điểm mùa khô, các hộ gia